Làm như có phân đó nha. Bự nhỏ chưa biết nha. Ba trời phân đó nha. Con này ngon đó nha. Vô nhà vậy. Quá im. Xe tới nữa, cặp lộ không nè. Đóng phân. Đây, cái này tới nè. Cái này nhờ không có ngập, ngập là mệt lắm. Gồi nặng đó nha. Trời trời, hành đi ông ơi. Hành là vui nhất đó nha. Hành đi. Rồi bánh mì nha. Bít lột luôn. Rồi mình chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Nay mình tiếp tục thăm mì gắn nha. Bây giờ bão tới nha. Bây giờ mình thăm được cái nào nhờ cái nấy nha. Khu vực mình lúa thì được giẫm rồi hết trơn nữa nha. Mình đặt theo bờ kinh này nữa nha. Hai bên nào cũng ruộng hết đó nha. Xe thì mình để ở ngoài lộ kìa. Bên này thấy trời nắng ngon nữa nha. Mà chưa tới xế mưa mình không biết nha. Rồi bây giờ mình không ra vừa, mình mời cả nhà theo mình trải nghiệm những cái bãi gắn nha. Bên này mình đi mình như thường lệ nha. Bên đây lộ mình có một cái nha. Xe tới nữa. Cặp lộ đặt là xe không? Khó thầm quá. Tình gọi chết chuột. Hôm nay làm như không có động tĩnh nha. Không có thấy thần, không có thấy lụa em. Chuột còn. Chuột ra trèo. Lương bên này cũng có một cái nữa. Bên đây lộ đây tình ngọt trước quốc từ ngày làm những cái phân nha, ép lúa cứ ngắt luôn nha. Có phân nặng không, cũng nặng nha. Còn lại chắc nhì nhà thấy phân không? Quá ngon quá nha. Hổ hành là ngon. Hai hổ hành luôn đó nha. Hồi nãy cái mình thăm mình quay được, cái mình quay không được đó nha. Ra luôn, không dám hết dám đặt lại luôn. Thằng hồ mới khởi công cái đó nữa, ngay cái bẫy mình luôn. Giờ hơn người ta chưa đi tới bẫy mình. Tháng 3 này để lặn gửi nha. Lặn gửi hay là con này vô lâu rồi. Tiêu quá hết trơn rồi. Vô coi. Giấy chiến còn gắn cỡ này nữa. Con này bị nhỏ không biết. Đây nặng nặng mà lúa, hình như 2-3 bịch luôn. Lúa nhiều quá. Chắc không có gắn bự rồi. Lớn mà vô làm cái hông méo xệ hết trơn. Con này nhỏ hơn con hồi nãy. Em theo được lộ mình không có quay luôn nè. Học sinh nó đang ra.
kinh ra quá trời luôn, nó dám quay rồi. Thành thành ba nha, phải phân đóng phân nha đó. Để tự nó vô mánh là ai ngờ gắn ba luôn đó nha. Hôm nay làm như gắn ba đi quá, không có gắn bự. Này bị chuột thử hết con đó nha. Con này tầm lặng gửi nha. Con này vô lâu à. Xe tới nữa nha. Sinh ra tan học á, phụ huynh sinh đùm lắm. Khó quay quá. À, giờ mình đi tiếp luôn. Hồi nãy mưa đầm râm mình đục mưa luôn đó nha. Để gần cài nha. Nặng này. Ôi nặng nặng đó nha. Ở trước là mới có nhà ông sùng hết trơn đấy nha. Tới phần nè. Ôi hoa hành nha, ngon. Rất vô lâu rồi con này. Quá êm. Lắc mình ra ngoài, lắc vô nha. Con này đặt lơ quơ là ngập hết trơn nha. Thang một cái luôn đó nha, sắc đan luôn. Cái chuyến này là chuyến thứ hai nữa nha. Cái này nhờ không có ngập, ngập là mệt lắm. Rồi nặng đó nha. Trời trời, hành đi ông ơi. Hành là vui nhất đó nha. Hành đi. Rồi bánh mì đó nha. Bít lột luôn. Rồi 8 lạng đó nha. Cái hành là ok luôn rồi. Cái nhà này một cái ẩm như mọi có ngựa nha. Cái này mình nghĩ là hành thôi. Nó được con ngựa lọt vô đây. Kỳ thì chứ. Nó lộn. Mới thăm được mấy cái mưa lại đó nha. Ngựa này bự lắm. Này, hành là ngon rồi hồi nãy. Hành là vui nhất. Ok không? Con hành này cũng ngon lắm nha. Bây giờ mới được mấy em à. Lo được mưa không? Mưa không có mưa lớn. Nhỏ mà mưa ướt mình hết trơn. Con này cũng hên xui nhiều lắm nha. Con này hên xui nhiều ha. Này tầm 3 lần 4 á nha. 3 lần 3, 3 lần 4, 3 lần rưỡi mới được nhì em nữa. Con ngựa này con sao? Ngựa này hành này nó vô kèo thơm mà. Kiếm được con nhất, 2 con nhất là đủ. Trời chữa gió này gắn bắt cặp mà chưa thấy cặp này. Lâu quá nè. Còn đực đó nè. Mà màu đực nè. Bự bự đây hung dữ lắm. Bít lột luôn nè. Bít luôn nè. Ra đây không? Ra đầu trước để dễ bắt. Bảy nhỏ nè. Con này tới luôn. Con này mới vô đó nha. Cái đầu chưa chạy luôn nè các nhà thấy không? Chưa có thấy đầu không? Nó ị à. Con này 8 lạng ok luôn. Con này hầm đủ ăn nhức nách luôn đó nha.
cùng tay luôn, không có nhỏ đó nha. Nè, nó cầm nè. Bây giờ mình đi tiếp, sợ mưa nữa nha, tháng này tháng mưa, bão không. Quá trời chuyện mưa đó nha. Nè, biết thăm kịp không nữa nè. Đây mình con cái luôn. Đây nước đang rộng nha, nước lớn nó không đẩy nữa. Bão tới mà. Cực quá cái nhà. Có gì không đây? Nghe hiểu. Cái chuột còn. Có mình còn chuột cũng mừng nữa nè. Chuột mà không có mà chuột không còn, bẫy không còn là gọi luôn, buồn hiu luôn nha. Không có gì mà vui được hết. Mất ngủ nha, chắc phát kịp rồi. Nữa này. Đây còn cái gì. Đừng gọi là những cái chuột này. Bữa nay không thấy động tĩnh. Dễ hiểu luôn. Cái chuột còn. Giờ mưa tới nha. Mưa tới nè. Giờ mình đang đục ở dưới mấy cái gốc dừa, gốc chuối nữa nè. Tới nè. Mới được 5 em mà, 4 hành, 1 ngựa bự rồi, giờ không mua tới rồi. Giờ nước đục ở đâu luôn, không có nhà đục ở nhà, khu vực này. Cập lọ thì không có nhà. Mưa lớn luôn đó nhỉ. Quá trời mưa rồi. Rồi giờ mình ngưng máy nha. Nhưng còn mưa thì mình kết thúc luôn đó nha. Quá trời mưa lớn rồi. Để mình tiếp tục luôn đó nha. Bên này hết mưa nè. Bên này mình thăm cái luồng hôm qua đó nha. Mưa đó. Còn đâu cũng cỡ mười mấy cái nè. Bỏ uổng đó nha. Qua mưa một. Chắc chiều là mưa luôn đó nha. Mưa tới tối luôn. Bây giờ bên này nắng nè. Bây giờ mình tiếp tục cái luồng này luôn đó nha. Ông có thấy phân hơi nặng nặng đó nhỉ. Có hàng đó. Có hàng gì chưa biết nha. Con này cũng hành hả? Ôi ngựa nè. Mình tưởng hành hành là nhì á. Hành ngựa. Tầm 4-5 làng. Cái đầu nhỏ mà con mình bự dữ. Cũng em. Nãy tưởng hành nè. Anh này luôn nhìn chắc đó nha. Đây cũng con cái luôn đó nha. Chị xích phát quang. Xích phát quang chết cỏ trừng. Đây. Cái này mình tăng cường từng rồi đó nha. Làm như có phân đó nha. Bự nhỏ chưa biết nha. Quá trời phân đó nha. Con này ngon đó nha. Vô nhầy vậy. Quá im. Xe tới nữa, cặp lộ không nè. Đóng phân. Đây, bên này tới à. Con này tầm ít lắm, con 4 lần rưỡi nha. Cái đầu chà bá lửa. Im. Bây giờ mình bắt gắn luôn đó nha. Con này im quá trời luôn nha. Cũng 4-5 làng. Hôm qua mưa quá trời nha. Rồi. Cái sắc bỏ đó mất tiêu rồi. Chết luôn rồi. Rồi đây đây đây. Mình bỏ đầu mất chứ. Quá trời hành này nha. Hành này ngon. Hôm qua mưa quá trời mưa luôn. Đêm tới sáng rồi. Mm.
chắc cỡ 5 lần rồi. Nãy mình đoán là 4 lần rưỡi. Tại vì ở trong cái bẫy đó. Qua trời, ấy à. Con này em. Phân đen này. Hôi lắm nha. Con này vô lâu rồi. Trời mưa luôn. Mấy con mấy cái mình thân cho hết luôn. Hàng đông. Clip chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Lâu quá. Wow, để không giữ rồi. Mưa này thân màu vàng như hết. Con hành luôn. Nãy mình tưởng hành chứ, hành đầu tiên ăn gì nữa. Ra ra. Ra đi. Chịu ra. Bảy nhỏ khó bắt rắn. Chỗ nào mình đặt là bị xịt phát quang đó nè, chỗ nào có gì hết trơn. Ừ, cũng bị xịt phát quang đó nè. Tầm cái này có phần nữa nè. Có phần chăn xuống dưới luôn. Mình đặt xịt vô đó nha. Vì nó nè, nhờ thấy không? Mình đặt xịt đây nè, bây giờ nó kéo qua tới bển luôn. Rồi nó gắn bự nha. Bự nhỏ đây. Được nặng nha, nhẹ có hành muốn lột luôn à, đục ngắn hết trơn á, kệ có dính là mừng à. Để cũng có một cái nha, để dựng mía nha, để sát mía luôn. Làm như lúa ép nha, ép lúa cứng nhắc không à. Bự nhỏ chứ biết nha. Hành em ơi, đừng có ngựa ơi. Thấy không? Nặng không? Hơi hơi nặng đó nha. Này cái hành chắc nhì. Đừng có ngựa được rồi. Không thấy phân nè, quá trời kinh nghiệm nè. Ngựa nữa nha. Này hành nặng quá ngon. Người này lột nữa. Cái đầu nó đục hết trơn nha, quá trời kinh nghiệm. Toàn chín ngựa, không được bự. Ngựa có 4 lạng không. 4 lạng đó sử dụng gì được á. Bây giờ mình bắt con hành với con ngựa nữa nha. Còn mấy cái cụ đầy chín cũng ngon nữa nha. Tám lạng hành này lột rồi, nặng quá thì phân tự nhiên gạo rồi đây này, thứ nhất được nghỉ gì á, mà biết được nghỉ không đó, được gọi mình rõ không đó, trời nắng, được chưa?
rồi gì đó. Gắn chích nữa được nhì nữa nè, gắn ba vào vô đó, cách thấy đường là còn không vô đâu, cái hổ hình này nó khùng lắm, đánh ngon nữa nè. Wow, trời, nghe chúa. Wow, trời bịch lúa, hai là bịch lúa. Ra đây, có thấy đường không? Có thấy đường không? Táp chữ nè. Con này tầm 5 lạng nữa nè. Con này lọc luôn nè. Không ngon. Hình như còn có 2 cái nữa, cánh bụng nữa nè. Cái nữa, cái bự với cái nhỏ nữa, xong rồi cuối cùng luôn cả nhà, kết thúc luôn cả nhà. Cụ mấy mấy cái cũng được, 4-5 em cũng được, đến 100 cái cuối cùng kết thúc luôn. Cái này cũng lâu rồi, bữa nào cũng dời bị bự nè, lần nào qua tới đây cũng là cái cuối cùng hết trơn. Hồi lúc đầu thì dính hoài luôn mà không có dính hổ hành, dính tàu ngựa, ngựa bự không à. Sau này hết dính luôn. Làm hết gắn cái gì. Cái chuột ra chào. Chuột này ra đẻ rầm giống đẻ được luôn á. Rồi bây giờ mình cũng chúc cả nhà xem giá vui vẻ nha. Mình kết thúc luôn cả nhà. Hôm nay có nắng nè. À.